chào quý vị thân mến. Ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi đến và trải nghiệm một đại đô thị được xem là điểm sáng giữa trung tâm thành phố, với mức độ tăng trưởng lợi nhuận gần như là cao nhất trong thời gian vừa qua, có thể vượt mặt các chủ đầu tư lớn, ví dụ như là Vinhomes hay thậm chí là Phú Mỹ Hưng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và đó chính là đại đô thị GS Metro City, với quy mô lên đến 350 hectare. Giai đoạn đầu tiên triển khai mở bán là vào đầu năm 2020. Và giai đoạn mở bán này bao gồm có shophouse, nhà phố, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập, với vỏn vẹn 359 sản phẩm và được số lượng lớn khách hàng quan tâm. Cùng với địa hình xung quanh các căn shophouse được mở bán vào giai đoạn đó, chính là cung đường Nguyễn Hữu Thọ, con đường huyết mạch của thành phố Hồ Chí Minh, với lộ giới là 60m, ngăn cách với shophouse là một mạch lưới cây xanh để lọc bớt đi khói bụi và âm thanh ồn ào ngoài đường xá. Và cũng chính hàng cây xanh đó cũng là cung đường nội khu. Do đó, các sản phẩm shophouse sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là sự náo nhiệt đến từ cung đường. Thứ hai là bãi đỗ xe. Thứ ba nữa là lượng cư dân đi lại sẽ rất thuận tiện để ghé và sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, 66 căn shophouse quy chuẩn xây dựng, ngang 7, dài 18 là 126 mét đất. Kết cấu là một trệt 3 lầu và áp mái. Tầng 1, tầng 2, khách hàng có thể tận dụng tự kinh doanh hoặc cho thuê tầng 3, tầng 4. Và thêm một điểm cộng nữa là sự thiết kế tinh tế của GS. Phương án thiết kế thang máy, và nếu mình thiết kế thang máy giống như vậy thì sẽ có lối đi vào riêng. Do vậy mà việc mình ở trên tầng 3, tầng 4 thì sẽ không ảnh hưởng tới vấn đề kinh doanh, hoặc là cũng tạo nên sự riêng tư, thoải mái cho người thuê ở sau đó. Dòng sản phẩm tiếp theo rất là hấp dẫn, đó chính là nhà phố. 66 căn nhà phố xây dựng đấu lưng với 66 căn shophouse ở phía trước, với độ cao chênh lệch là 1, 2 lầu và sân thượng. Cho nên sẽ giảm bớt đi sự ồn ào, khói bụi ở phía trước, và phù hợp với tính năng là dành để ở. Đối với loại hình nhà phố thì diện tích chủ yếu là 7 x 17 là 119m². Loại hình tiếp theo nữa đó là loại hình biệt thự. Biệt thự ở đây có hai loại là biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Đối với biệt thự song lập sẽ có hai loại diện tích chính, đó là 162m² và 200m². Đối với loại 162m² có 40 căn, ngang 9,5 và dài 17. Loại hình 200m² là loại hình chiếm số lượng nhiều nhất tại dự án, ngang 10 và dài 20. Tiếp theo nữa đó là biệt thự đơn lập, cũng có hai loại, diện tích là 250m², loại này ngang 12,5 và dài 20m. Đặc biệt là biệt thự siêu bếp 300m², biệt thự siêu Việt này thì chỉ có 14 căn, mỗi căn bao gồm có sân sau trực diện với rạch, có thể sở hữu công viên ven sân, công viên sân nhà. Và lý do mà các sản phẩm tại dự án GS Metro City lại tăng giá rất nhanh chóng là bởi vì 5 yếu tố sau đây. Cách đại đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ 5 phút di chuyển. Từ dự án di chuyển về khu vực trung tâm quận nhất chỉ có 10km. Và nếu trong tương lai, khi nút giao Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, thông tuyến có thể giải quyết được các bài toán kẹt xe hiện tại và thời gian di chuyển sẽ rơi vào tầm 15 cho đến 20 phút và chạy dọc theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ đi thẳng xuống chính là khu đô thị Cảng Hiệp Phước. Nhà Bè trong tương lai cũng sẽ được lên quận. Và dự án GS Metro City được bao bọc bởi 44 con rạch. Do đó, ngoài đường sáng nóng như thế nào thì trong nội khu vẫn sẽ rất là mát mẻ. Và cuối cùng, chủ đầu tư của dự án vào năm 2007 đã được xếp hạng trên toàn thế giới. Đó là đứng thứ 2 trong tổng số 250 chủ đầu tư xây dựng hàng đầu trên thế giới. Và trên tổng quỹ đất của dự án là 350 hectare, thì chỉ có số lượng sản phẩm là 770 sản phẩm. Và số lượng sản phẩm cũng là sản phẩm thấp tầng. Còn lại căn hộ chung cư thì chỉ có 16.270 căn hộ cao cấp. Mật độ xây dựng cũng chỉ tương đương 30%, mang tới một cái chuẩn sống mới, thiết lập một đại đô thị mà theo chuẩn quốc tế, chuẩn Hàn Quốc, và mang đến một phong cách sống tinh tế. Dự án cũng đã tạo tiền đề cho các khu vực Nam Sài Gòn, Nhà Bè dẫn đầu.
Bên cạnh đó, dự án đã dành ra 35 hectare sử dụng để làm các công trình tiện ích, bao gồm có trung tâm thương mại, trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, các khu hành chính, bệnh viện. Do đó, tiện ích ở bên trong của dự án và kèm theo đó nữa là 39 hectare sử dụng để làm mảng xanh trong dự án, đó chính là công viên. Còn lại 66 hectare mình dành để làm hạ tầng ở bên trong dự án, cũng giống như là quảng trường. Do đó, khoảng không gian được tạo ra sẽ rất rộng lớn. Chủ đầu tư còn phát triển hệ thống công viên theo chủ đề. Và chủ đề của dự án là theo mùa. Vào đầu tiên thì là cổng chào của dự án, đi vào sẽ là đại lộ mùa xuân. Đại lộ mùa xuân này sẽ được trang trí với sắc hoa, cây cỏ tràn đầy sức sống. Và buổi tối sẽ có những thác nước nhân tạo bật sáng lung linh dẫn vào trong quảng trường, kết nối xuống công viên ven sông. Tiếp theo nữa là bên trong dự án có hai công viên mùa hè, và hai công viên mùa hè này thì sẽ có các lối đi bộ dành cho cư dân, khu vui chơi trẻ em, khu tập thể dục thể thao. Còn công viên mùa thu thì mang đến vẻ đẹp rất là mùa thu, lá rụng và chủ yếu màu sắc là sắc vàng úa. Mục đích sử dụng thì vẫn là để phục vụ cho vui chơi giải trí và đi bộ. Tiếp theo nữa là công viên mùa đông, trang trí theo tông màu trắng lạnh. Cho nên, cư dân sẽ có rất nhiều địa điểm để mình thay đổi không gian trong một ngày. Giống như vậy là có đủ 4 mùa để mình trải nghiệm. Ở đây, chủ đầu tư cũng phát triển 3 công viên theo 3 chủ đề khác nhau. Công viên bí ẩn, công viên ánh sáng và công viên hoang dã. Độ không gian khoảng không ở đây chắc chắn sau này sẽ rất tuyệt vời cho đời sống tinh thần của cư dân. Và đây cũng sẽ là một nơi giúp tái tạo một nguồn năng lượng rất là tốt sau một ngày dài làm việc. Cảm ơn sự theo dõi và chú ý lắng nghe của quý vị. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, quý vị có thể comment phía bên dưới cho chúng tôi. Đội ngũ chúng tôi sẽ chủ động và trả lời mọi thắc mắc của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.